Chào các bạn đã tới với video này. Ở video này chúng ta bắt đầu đi vào những thuật toán đầu tiên cho việc dò đường của robot. Ở đây chúng ta sẽ giải thích được hàm EF sensor. Đây là một hàm do mình tự viết. Và hàm này sẽ có ý nghĩa là nếu cảm biến có ở trong vạch hay không. Mình dùng từ EF bởi vì nó đại diện cho từ infra là hồng ngoại ạ. Cảm biến hồng ngoại, và mình cũng muốn sử dụng nó để nói lên là if, tức là nếu sensor có ở trong vạch hay không. Đại khái là như thế này. Hàm này nó sẽ trả về, đây là hàm EF sensor rất là ngắn. Đấy, nó sẽ trả về giá trị là 0 nếu nó ở ngoài vạch và 1 nếu nó ở trong vạch. Hàm sẽ được khai báo theo kiểu là boolean, tức là kiểu true false chỉ có 1 và 0 á. Tên hàm là EF sensor. Còn ở đây chỉ có một tham số duy nhất kiểu byte là pin num, tức là đại diện cho là số chân. Đấy, tức là mình sẽ nhập số chân vào đây. Rồi sau đó thì mình sẽ return luôn. Ở đây tại vì mình dò vạch đen thế nên là mình sẽ return là digital read, tức là cái giá trị cảm biến đó đọc được là 1. Đấy, ví dụ như là cảm biến này đang ở trong vạch đen mà nó sẽ trả về là 1 thì là trả về cho hàm EF sensor là 1 luôn, tức là 1 là đen và trắng là tức là 1 là trong vạch và 0 là ngoài vạch. Tuy nhiên là nếu mà trong trường hợp mình dò vạch trắng thì mình sẽ chỉ cần thay đổi cái hàm EF sensor này một tí. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi. Đại khái nó chỉ có một cái dấu nhỏ nhỏ thôi. Ok, bây giờ mình sẽ nạp cái code này vào robot. Và hiện tượng xảy ra sẽ như thế này. Mình bật lên, cảm biến 1 thì ghi là ngoài vạch, cảm biến 2 là trong vạch, cảm biến 3 là trong vạch và cảm biến 4 là ngoài vạch. Đây, ngoài vạch, trong vạch, trong vạch, ngoài vạch. Đấy. Giải thích phần code ở trên này một chút. EF sensor là phần chính nhá của cái bài học này, nhưng mà các cái code phần trên này thì mình sẽ giải thích để các bạn hiểu. Đầu tiên thì mình pin mode là các chân 10, 11, 12, 13. Đấy là các chân input. Sau đó mình dùng lệnh serial begin 9600 để báo lên là sẽ có giao tiếp serial. Ở đây có lệnh là if EF sensor 10 bằng 1, tức là EF sensor trả về giá trị là 1, đại khái là ở trong vạch, thì nó sẽ in ra dòng là cảm biến 1 ở trong vạch, serial print ln mở ngoặc cảm biến 1 trong vạch, đóng ngoặc chấm phẩy. Sau đó thì lại có lệnh else, tức là nếu mà không thì lại ghi cảm biến 1 ngoài vạch. Tương tự như vậy mình làm với các cảm biến khác, là if EF sensor tham số thứ hai, đây là 10, tham số ở trong EF sensor là 11. Đấy, tức là bây giờ mình sẽ dùng cái lệnh EF sensor với cái cảm biến ứng với tham số là 11 xem nó trả về 1 hay không. Nếu trả về 1 thì lại báo là cảm biến 2 trong vạch. Nếu mà không trả về 1 thì lại báo là cảm biến 2 ngoài vạch. Tương tự như vậy với cảm biến ứng với chân số 12 và cảm biến ứng với chân số 13. Sau đó ở cuối mình delay 1000. Mình có một lệnh serial print ln, tức là mình cách ra một tí để cho nó dễ nhìn. Sau đó thì mình delay 1000. Đại khái là kết quả trả về là sẽ như thế này. Đấy, cảm biến 1 là ngoài, 2, 3 là trong và 4 là ngoài. Bây giờ mình muốn để tất cả trong vạch thì mình sẽ kéo nó vào như thế này. Đây, tất cả đã nằm trong vạch. Đấy, còn đây tất cả đã nằm ngoài vạch. Ok, thì lúc nãy thì mình còn nói với các bạn là mình chỉnh hàm EF sensor này một chút thì mình có thể bắt được vạch trắng. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh như sau. Mình sẽ đánh một dấu chấm than ở trước digital read pin number. Tại sao lại là dấu chấm than? Thì dấu chấm than có nghĩa là đảo nghịch, nghịch đảo hay đảo ngược ạ. Thì ở đây, tức là ví dụ như digital read mà nhận về giá trị là 1 thì chấm than một cái thì giá trị được return, tức là giá trị được trả về hàm EF sensor sẽ là giá trị 0. Tức là nếu ở đây nhận 1 thì ở đấy về 0. Đại khái thì bây giờ mình sẽ nạp cái code này và các bạn sẽ hiểu thôi. Mình thực hành, mình học và thực hành hiểu sẽ nhanh hơn là lý thuyết. Ok, bây giờ mình bật lên. Đại khái nha, là mình cho cảm biến ra rõ ràng phần vạch trắng. Thì ở đây tất cả tín hiệu hiện lên là trong vạch, trong vạch, trong vạch, trong vạch hết. Đấy, tức là nó nhận trắng là trong vạch. Và mình đẩy vào đen. Đấy, đẩy vào đen thì nó lại ghi là ngoài vạch. Tức là cái tín hiệu của EF sensor nó đã bị ngược lại so với lúc nãy.
Thì bây giờ đen bình thường là cảm biến nhận giá trị là 1, thì nó đẩy lên thì hàm ES sensor là bị đảo về 0. Mình viết hàm này để sau này nếu mà mình lập trình thì mình sẽ chỉ cần lập trình cho ES sensor, tức là mình lập trình cho cái trạng thái là có ở trong vạch hay ngoài vạch. Còn sau đó nếu mà mình muốn dùng vạch trắng hay vạch đen, tối màu hay sáng màu, mình sẽ đổi lại hàm ES sensor với một dấu chấm than là xong hết. Đấy, video này đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.